Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh cần câu Nhật Bản. Mọi người hôm nay tiếp tục với cần câu, hôm nay toàn mấy cần câu lua liếc là thôi nha mọi người. Đây, qua cho mọi người xem qua. Rồi, có cả lua carbon, có cả lua flip nha mọi người. Đầu tiên là một cây cần lua, cần này thì theo như mình thấy thì nó là cần flip nha mọi người, flip lua flip nhá, cần lua flip. Đây, mình đọc cái thông số cho mọi người luôn. Cần này cần lua dài gọn quá. Đây, cần lua dài 1m8 này, dài 1m8, thu vào 94 cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng 140 gram, bát vặn này. Đây, bát vặn nhé. Đấy, khoan, đây, đây là nó có hai lua hai lóng nha mọi người, lua hai lóng ghép lóng này. Đấy, cái nào hai lóng mình nói hai lóng, cái nào một lóng mình nói một lóng nha. Đây, khoan, dàn khoan của nó, khoan đầu bu còn ok hết nha mọi người, khoan đầu bu còn ok. Đấy, uống đọt cho mọi người xem, uống luôn. Đây, rồi cây cần này, cây cần số 1, số 1 nha mọi người, số 1, cây cần lua này giá 201 nha mọi người. Số 2 tiếp tục một cây cần lua dài 1m8, thu vào 94 cm, đọt là 2,7 ly, cân nặng 120 gram. Đấy, bát vặn này. Đấy, khoan của nó, đây, dàn khoan mình thấy vẫn còn ok. Đấy, khoan này xài ok nha mọi người. Đấy, đồ bu, khoan này khoan kim loại luôn nha mọi người, khoan này khoan không dùng đá. Cây này thì chất liệu theo như mình thấy này, đằng đây, đúng không? Cây này mình thấy mình tính là flip đi nha mọi người, flip nha mọi người. Đây, đọt đây, ok. Cây cần này cũng hai khúc nha mọi người, flip. Đây, cây cần này cần số 2. Đây, cây này 190 nghìn, số 2, 190 nghìn. Như cây này mình thấy thì cái khoan này không biết như là cây này như là mấy nằm, với cái khoan cái như thế này như là mấy nằm, còn cây lúc nãy là như mấy đứng đó, không biết có phải không. tại vì những cây mấy 8 này thì thường dùng cái máy nhỏ này, có thể là cái khoan nằm sát đây, ai rành thì chỉnh giúp mình nhé. Tiếp theo là một cây cần lua. Đây, tiếp tục một cây cần lua, cây này carbon nha mọi người, lua carbon nhé, cây này carbon nha mọi người. Đây, club 10 carbon nhé. Những cây này nó nhỏ, không thấy nó ghi thông số lua gì cả. Cây này dài 1m8, thu vào 95 cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 120 gram, bát vặn này. Đấy, khoan. Đấy, dàn khoan thì mình thấy còn ok, khoan còn ok, chỉ có mắt đầu bu này, đầu bu nó bị tụt mắt đầu bu nha mọi người. Đây, nó không bị gãy nhưng mà nó bị tụt đầu bu nhá, về mọi người tháo cái đầu bu đi ra, thay cái đầu bu khác nhé. Đây, ok. Carbon nên cầm rất là cứng cáp nha mọi người. Cây này cây số 3. Số 3 400. Ồ. Thôi, số 3 cây này mình 360 nghìn, 360 nghìn nha mọi người. Số 3 360 nghìn. Số 4 tiếp tục một cây cần tay mình chân đè luôn vào đây này. Cần lua carbon
Suzumi nha mọi người, càng lua carbon Suzumi. Đấy. Cây này dài 1m65. Chuẩn này. Chuẩn M, action là chuẩn M. Line của nó là 1 đến 12 lb. Mấy? 2 chứ. 8 đến 12 lb. 8 đến 12 lb. Ok. Cái này High tech graphic rồi ta. Không rõ nữa. Nhưng mà nhìn đồ nó mảnh nhưng mà nó cứng lắm nha mọi người. Đấy. Cái này máy nằm nha mọi người, máy nằm. Đấy. Đây. Cái này graphic rồi ta. Đấy. Rồi. Cái này dài 1m65, thu vào 86cm, đọt là 1,8 ly. Cân nặng là 100g. Cây này cây số Số 4. Cây này 280.000. Số 4 280.000. Tiếp theo số 5 là một cây cần lua carbon Shimano Bass 1 HG này. Đấy. Line là 6 đến 14 lb, lua là 5 đến 18 gram. Đấy. Dài 1m95. Dài 1m95 nha mọi người. Made in Korea, xuất Nhật, nó bị xước xước đây đi thật không sợ. Đây, cần này cần máy nằm nhá, máy ngang nha. Cần máy ngang nó cũng 2 khúc. Đấy, lúc nãy giờ là mình toàn giới thiệu toàn cần 2 khúc hết cho mọi người đấy. Cần 2 khúc nhé. Cái cần này á, cái cần này cái lóng đột của nó bị gãy một đoạn dưới này nha mọi người. Bị gãy khoảng cỡ 2 phân. 2 phân nhé. 2 phân cái lóng đột này. Đấy. Về mọi người có thể là đút thêm một cái ống vào đây, đút thêm một cái ống vào đây. Xong rồi da quấn nhỏ keo da cường lại nhé. Gia cường thay vào đấy, ngoài giờ mình nhắc và vẫn nó được bình thường nha mọi người. Đấy. Đấy, khoang còn ok, dàn khoang còn ok nha mọi người, khoang còn ok cả, khoang đầu bu đều còn ok. Đây, đầu được không? Đấy, dài 1m95, thu vào là 1m02, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 100g nhé. 100g. Cây này cây số 5. Số 5. 450.000. Số 5 450.000. Số 6 này, cái cần này. Đây. Dài 1m8, thu vào 94cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 120g. Bát vặn này. Đấy. Khoang, dàn khoang mình thấy còn ok nha mọi người. Cái cần này chất liệu rất là graphic. Đây. Chắc là fit nha mọi người. Fit. Đấy. Nó cũng 2 khúc nhá. Này, này không phải bị gãy đâu nha mọi người. Này có miếng xốp nhô lại này. Đấy. Ok. Rồi. Cái này cây số số 6. Số 6 nha mọi người. Số 6. Cây này 201. Số 6 201.
Đây vừa rồi là cây máy 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 đứng nha mọi người. Đây. Số 7 là một cây cần Vertex này. Đây. Cái cần này có đây. Len của nó là 1m65 hai khúc nhá. 1m65 hai đoạn nối lại thành. Lua của nó là 7 đến 21g, lai là 8 đến 15lb nhá. Made in Korea, xuất Nhật nha mọi người. Đây. Máy nằm nha mọi người, cần máy nằm. Đấy. Cần này carbon nha mọi người, carbon. Cần này chất liệu là carbon nhá. Đây, dài 1m65. 1m65 nha mọi người, không phải 1m7 đâu. Dài 1m65, thu vào 88cm. Đột là 1,8 ly, cân nặng là 110g. Cây này cây số Số 7. Cây này 450.000. Số 7 450.000 nha. Số 8 là một cây cần máy nằm nha mọi người, cần máy nằm. Cây cần này thì chỉ có một khúc thôi, cây cần này một đoạn nha mọi người. Cây cần này một đoạn, dài 1m86, 1m86 85 ấy. Đúng rồi. Cây cần này dài 1m85 nha mọi người, 85. Dài 1m85. Thu vào là 1,6 ly, đột là 1,6 ly, cân nặng là 160g. Đây, bát vặn. Đây, khoang của nó nha. Khoang của nó còn ok nha mọi người. Đấy, nó chỉ có bị một cái lỗi, đó là cái khoang này, đầu bu này, cái khoang thứ nhất này, cái khoang thứ nhì này, đây là nó bị mắc đá rồi, thì về mọi người thay cái khoang này hoặc là kiếm đá nhé, bỏ vào rồi dán keo lại nhé. Đấy, nó bị nứt bung chỗ này nên thành ra nó sẽ mắc đá này. Đấy, ok. Rồi. Cái này cái này chất liệu mình cũng không rõ nữa. Thôi, coi như là phíp đi nha mọi người. Chất liệu coi như phíp đi. Cây này cây số 8. Số 8 350.000. Số 8 350.000. Số 9 là một cây cần máy nằm nữa, một cây cần máy nằm, cần lua máy nằm, chất liệu phíp nha mọi người, chất liệu phíp, hai khúc. Đấy, cần này thì khoan còn ok. Đấy. Khoan. Chỗ này hơi bị tróc kêu tí. Đấy. Khoan đầu bu kim loại nha mọi người, khoan đầu bu kim loại. Đấy. Cây này dài 1m7, thu vào là 1m7 hay 1m65 gì đó. Thu vào là 89cm, đột là 2,7 ly, cân nặng là 100g. 100g nha mọi người. Cây này cái số 9. Số 9. Số 9. Cây này 230.000. 230.000 nha mọi người. Số 10 là một cây cần Suzumi,
cây cần này mấy mấy nằm nha mọi người, mấy nằm mấy ngang, mấy nằm mấy ngang đấy. Length của nó là 5,6 feet, là thành 1m65 này. Nó có hai khúc này, lùa clip đâu ta, không số lùa clip ở đâu rồi không thấy nữa rồi, nhớ rồi, đây hai khúc nha mọi người. Cần này thì khoan còn ok, dàn khoan còn ok nhé. Đấy, khoan còn ok nha mọi người. Đấy, dài 1m65, thu vào là 85cm, độc là 2 ly, cân nặng 120g. Cái này chất liệu carbon nha mọi người. Cái này cây số 10. Số 10. 390.000. Số 10 390.000. Số 11 là cây cần Daiwa nha mọi người. Daiwa made in Taiwan, xuất Nhật nhá. Đấy, cây cần này dài 1m83 này, còn coi 1m8 đi. Thu vào là đây, nó có hai khúc nha. Lua của nó là 4 đến 14 gram nha mọi người. Đấy. Hai khúc. Đấy. Cần này chất liệu carbon nha mọi người, carbon. Bát vặn này. Nhựa nha mọi người. Cái này dài 1m8, thu vào 95cm, độ 2 ly, cân nặng là 110g. 110g nhé. Cây này cây số dàn khoan của nó còn ok nha mọi người. Đấy, cái này máy đứng nhé, dàn khoan còn ok. Cây này cây số 11 470. mười hai là một cây cần NFT bass dry. Đây, line của nó là 4-12 lb, lure của nó là 3/16-1/2 OZ, hai đoạn nha mọi người, dài 1m8 này. Đấy, cái cần này chất liệu là fib nha mọi người, chất liệu là fib là carbon đây ta, như thế này là carbon hay fib nha mọi người, mình thấy thì giống carbon đấy nhưng mà chưa phân biệt được lắm. Thôi, còn nhiều phím đi. Cây này cây máy nằm nha mọi người, cây máy nằm. Khoan còn ok, khoan bắt còn ok nhé. Đấy, cây này dài 1m8, thu vào là 94cm, độc là 2,2 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 12 350. mười ba là một cây cần excellent. Đây, live nó dài 1m8, nó có hai khúc này, made in China, xuất Nhật nhé. Cây cần này cần máy nằm, chất liệu là fib nha mọi người, cần máy nằm chất liệu là fib. Khoan của nó đây, khoan của nó còn ok nhé, khoan đầu bu còn ok cả.
Đấy. Dài 1m8 này, thu vào 94cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 13. 13. Cây này 300. 13 300. Cây này cây số 14. 14 là một cây cần Alpha Tuck nha mọi người, Alpha Tuck. Này, Bassmaster. Cái cần này dài 1m8, dài 1m8. À, lua của nó là 1/4 đến 3/8 ô giấy. Line của nó là 8 đến 15 lb. Nó cỡ M nhé, size M. Dài 1m8 này. À, nhân cho 2 khúc này, made in Korea xuất Nhật này. Cái này chất liệu carbon nhé, 2 khúc nhé. Ok. Đấy, cây này khoan bát còn ok. Khoan bát ok, chỉ có là đầu bu này. Đầu bu nó bị mắc đá rồi. Khoan bát còn ok, chỉ có đầu bu bị mắc đá. Về người thay cái đầu bu đi nhá. Bát vặn. Đây. Cần dài 1m8, thu vào 95cm, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 100g. 100g nha mọi người. Cây này cây số 10 mấy rồi ta? 14. Số 14. Số 14. 450. 14 450. Số 15. 15 là một cây cần lua dài 1m8, 2 khúc này, 2 đoạn. Lua của nó là 5 đến 18g, line là 6 đến 14 lb, China xuất Nhật nhé. Bát vặn này. Cái này China xuất Nhật chứ. Khoan. Khoan bát còn ok hết nha mọi người, khoan bát còn ok cả. Nó có 2 khúc nhé. Cái này chất liệu phíp. Chất liệu là phíp. Dài 1m8, thu vào là 94cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 15. 15. Đây. 201. 15 201. Mười sáu là một cây cần lua 1m8, không thấy gì thông số gì luôn. Có cái khoang cái bị hư rồi này, khoang cái bị hư nhá. Khoang cái bị hư, còn các cái khoang còn lại và đầu bu thì còn ok nhá mọi người. Khoang còn lại và đầu bu thì còn ok. Đấy. Cái này hai khúc này. Chất liệu là phíp nhá. Hai khúc chất liệu là phíp. Bát vặn đây. Dài 1m85, thu vào là 96cm, đọt là 2,8 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 16. 16 nha mọi người, 16. Cây này 190. 16 190. Số 17. Số 17 là một cây cần Suzumi, cần carbon. Đấy. Hôm nay tất cả đều cần lua nha mọi người. Đây, máy nằm nha mọi người, máy nằm. Cần đi thì đây thông số của nó. Dài 1m65. Nó có 2 khúc. Lua của nó là 3/6 đến 1/2 ô giấy. Line là 6 đến 10 lb. LBS nha. Đây. Cái cần này chất liệu carbon nha mọi người. Chất liệu carbon. Khoan bát còn ok nha mọi người. Dàn khoan bát còn ok hết. Đấy. Cái này cây số 17. 17 400. 17 400 nha mọi người. Quay nhầm à, kệ đi. Tiếp theo. Số
số 18 là một cây cần lua Daiwa. Cây này Daiwa Taiwan xuất nhật nha mọi người. Daiwa Taiwan xuất nhật. Đây, bát Fuji. Cây này tay cầm đúng không? Đây, cây này dài 1m8 nha. Cây này dùng máy ngang, máy nằm nha mọi người. Máy ngang, máy nằm. Nó cũng hai thúc. Hai thúc. Chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu là phíp. Đây. Phíp khoan. Dàn khoan đầu bu còn ok. Khoan đầu bu còn ok nha mọi người. Khoan đầu bu còn ok. Cái này dài 1m8, thu vào là 1m11. Đọt là 1,9 ly, cân nặng là 120g. 120g. Cái này cây số này, lóng gốc, gốc nó ngắn hơn cái ngọn nhé. Cái này cây số 18. Số 18 nha mọi người. Số 18. 201. Số 18 201. mười chín đây, 19 bát game special. Cây cần này chất liệu là carbon nhá. Đây lua 1/4 đến 3/8 ô giấy, line là 8 đến 15 lb, size M, chiều dài là 1m8, nó có hai khúc, made in Korea xuất Nhật nha, Korea xuất Nhật. Khoan của nó còn ok nha mọi người. Đây, hai khúc. Khoan của nó còn ok nha. Khoan đầu bu còn ok cả. Đây. Cái này dài 1m8 này, thu vào 95cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 120g. Cái này cây số 19. 19 400. 19-400 nhé. Số 20. 20 là một cây cần Suzumi Hi-Tech Graphic. Đây, cây cần này cần máy nằm nha mọi người. Hi-Tech Graphic. Đấy. Hai thúc nhé. Hai thúc. Khoan và đầu bu còn ok. Khoan đầu bu còn ok hết nha mọi người. Đấy. Cái cần này dài 1m65, thu vào là 87cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 100g. Size M, line của nó là 8 đến 12 lb. Còn lua không biết cây này có phải để lua không biết đường nữa, nhưng mà cây này thì cầm ra lua bình thường nhé. Cây này cây số 20. Số 20. Cây này 340.000. 20 340. Số 21. Số 21 là một cây cần Suzumi. Cây cần này thì dạng lóng gốc ngắn hơn đọt nha mọi người. Lóng gốc ngắn hơn lóng đọt. Đây, khoan vàng này. Đấy, khoan màu vàng nhé. Đấy, dàn khoan còn ok nha mọi người. Dàn khoan còn ok. Chỉ có là nó bị gãy một đoạn nha mọi người. Đầu bu nó bị gãy một đoạn rồi. Cái cần này lỗi là bị gãy một đoạn đầu bu nhé. Một đoạn thế này. Thì mình thử xem nó bao nhiêu phân. Cần này chất liệu carbon nha mọi người. Chất liệu là carbon Shimano. Đấy, Magun Line gì đây, GT26. Đây, tất cả đây. Lua của nó là 1/8 đến 5/8 ô giấy. Line là 6 đến 15 lb. Size M nhé. Hai khúc này. GT. Đấy. Ồ. Oh.
Đây. Titan à? Titan luôn rồi. Bát là titan à. Cái cần này á, đúng ra của nó là 1m8 nhưng mà hiện tại nó chỉ còn là 1m65 thôi. Đấy, 1m65. Nó bị nó 1m65 gần 1m7 không? 1m67 68 á. Nó bị gãy khoảng cỡ 10 phân hơn nha mọi người. Thu vào là 1m14 này. Đột là 2,7 ly, cân nặng là 140 g. Mọi người về cứ coi cái cần này là 1m65 được, xài vẫn bình thường nha mọi người. Cây cần này cây số 21. 21 nha. 21. 21. Cây cần này 700. 21 700. hai mươi hai là một cây cần carbon Suzumi nhé, carbon Suzumi đây, HV50UL đây, UL bát Fuji này đây. Bát Fuji, khoang Fuji luôn nhá, bát Fuji khoang Fuji luôn nhá đấy, khoang bát còn ok nhé mọi người, khoang bát còn ok, UL đấy, hai khúc này, hai khúc. Cây cần này dài 1m55, 1m55 nha mọi người, 1m55, thu vào 79 cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 80 g, 80 g. Cây này cây số 22. Cây này máy đứng nha mọi người, máy đứng 400. 22 400. Đây, 23 tiếp tục lại một cây Suzumi nữa. Size L này. Hồi nãy UL, con cây này size L, dài 1m65 nhé. Dài 1m65 nha mọi người. Đây. Hai khúc. Cây này khoang bát cũng còn ok. Khoang bát còn ok nha mọi người, khoang Fuji, bát Fuji hết. Đấy. Dài 1m65, thu vào 87 cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 100 g. Cây này cây số 23 500. Hai mươi bốn là một cây cần này, Soben đấy, đây Nesty 5 feet, là cây này dài 1m73, em coi mình đo là bao nhiêu, 1m73 này, đo 1m8 không trời, 1m73 đúng nguyên bản của nó 1m73 nha mọi người, nhưng mình đo chắc mấy đứa đo sai. Đây, line của nó là 4-8 lb, lure của nó là 1/8-3/8 ô giấy đấy. Ok này, cây này á có cái khoang cái nó bị bung này, này khoang cái nó bị bung nên nó dễ rớt đá ra này, nên mình dán keo lại đây cho nó khỏi rớt viên đá nữa. Về mọi người dán keo lại nhé, nó bị bung ở một cái góc khóe ở dưới này này, đây nha mọi người này. Đấy, mọi người về ai có thể hàng lại thì hàng nhé, không thì đây, để như thế này hàng lại, hoặc là nhỏ keo nhá, dán keo nhá. Ok, mình dán ở đây cho nó khỏi rơi miếng đá. Đấy, còn lại nó đều khoang đồ còn ok hết nha mọi người. Còn lại từ cái khoang cái ra khoang với còn ok đồ bu nè. Đấy. Cái này á nó chỉ có một lóng thôi. Nó chỉ có một đoạn thẳng tắp như thế này thôi nha mọi người. Một đoạn thẳng tắp như thế này, không có hai lóng hay đồ gì cả. Dài 1m8. Đó, 1m73 á. 1m73. Dài 1m73.
độc là 2,2 ly, cân nặng 120 gram, cây này số 24, cây này chất liệu carbon nha mọi người, chất liệu carbon, cây này 390, 390. Cái này cái số cái này là cái số 25 này, 6 feet là khoảng 2 mét nha mọi người, 2 mét. Line của nó là 8-20 lb, lure là 7-21 gram nhé, made in Korea, xuất Nhật, Shimano, dòng bass dry HG nha mọi người, size HG. Đấy. Khoan đồ ok nha mọi người. Đấy. Dàn khoan ok. Đây nó có hai khúc nữa. Cái này em chặt thế. Đây, chất liệu carbon nhá, chất liệu carbon hai khúc nha mọi người. Chất liệu carbon nó hai khúc. Ok. Đây. Dài khoảng 2 mét cho mọi người, thu vào là 1m04, độc là 1,9 ly, cân nặng là 160 gram, 160 gram. Cây này máy nằm nhá, cây này máy nằm, cây này cây số 25 750.000, 25 750.000. Rồi, số 25 này cũng kết thúc video ngày hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp, gọi điện trực tiếp số điện thoại 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng rồi, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code, và mọi người nhớ kiểm tra hàng cẩn thận trước khi nhận hàng xem nó có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển không nha mọi người, phải kiểm tra cẩn thận hàng mới nhận, có gì thì báo cho bên mình ngay để giải quyết luôn nhé. Mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không chịu xem hàng xong rồi nhận hàng xong với báo cho mình là nó bị này bị kia, là mình sẽ không giải quyết nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.